Xin chào anh em nha. Thì lâu lắm rồi mình không có làm video. Hôm rồi thì lu bu quá không làm video gì cho chia sẻ với anh em. Thì sẵn đây thì mình có cái đơn hàng sỉ mình giao cho bên phòng gym ở bên Tiền Giang á. Thì mình làm cái video ngắn mình chia sẻ với anh em. Thì cái đơn sỉ này thì nói chung mà nó cũng rất là nhiều thứ nha anh em. Từ quay rồi mát, AA rồi cao, đốt mỡ. Và có phụ kiện nữa, phụ kiện ở đây thì gồm có cái đai, hai cái đai lưng, đai mềm đó nè, với lại phụ kiện, với lại có 30 bộ bao tay không có quấn, bao tay dán. Quay thì ở đây thì chỉ có một hộp R1 thôi, đây nè, một hộp R1, hai hộp Otrovit, hai bịch Otrovit BC, WBC 80 á, hai bịch. AAA thì của Nutrac nha nè. Hàng này không tem, xách tay. Vị cam với lại vị hoặc kia vị táo. Còn River Cao thì các David hai hộp luôn. Nhưng mà hộp này là sample. Sample thì bên phòng gym thì mình nghĩ là bán lẻ nó sẽ dễ, cho nên là mình lựa sample để cho nó cho người ta bán lẻ cho khách tập dễ anh em, thay vì mình lấy cái hộp nguyên là hộp dày. Hôm nay mình đổi là hình sample để cho kiểu như phòng gym mà người ta có bán lẻ cho khách tập thì nó cũng dễ nữa, khỏi phải múc ra múc vô mệt, chỉ cần đưa khách một gói là ok, lượm tiền đó. Thì cái này thì chút xíu thằng em nó qua đây nó chở rồi nó... Sáng mai chủ nhật thì nó sẽ chạy ở bên kia, nó giao cho bên phòng bên kia. Vậy thôi, mình thì mình cũng không biết phòng nó nằm đâu luôn, mình chỉ biết là nằm bên Tiền Giang thôi. Giao hàng thì có anh em nó gần mình thì nó làm PT bên đó, nó chở vào bệnh rất là gần, cũng khoảng 20 cây á, mình nghĩ chắc cũng khoảng 10 mấy 20 cây chứ cũng không gần lắm, không gần cũng không xa. Thì nói chung là hàng này thì đã lên giá hết rồi anh em, giá đã lên toàn bộ hết rồi, không có cái gì là không lên hết. Trong đây thì để mình coi, đây trong đây không có hàng nào bên BBT hết, nói chung là không có một mặt hàng nào của BBT ở đây hết nha nè. Mấy cái này là hàng muscle up, bodybuilding và hàng sách tay vậy thôi đó. Thì bên phòng gym này người ta chọn hàng sách tay là bởi vì người ta không có quan trọng là hàng, tại vì anh em biết sao, người ta cần rẻ bán mắc, cho nên là người ta lựa cái hàng sắp tay để mà bán cho khách cho nó cho nó lời anh em, nó lời. Còn nếu mà lấy hàng BBT thì mình vẫn có hàng BBT, nhưng mà bên đây thì người ta lựa hàng sắp tay người ta bán cho khách đó, thì mình chịu theo ý của khách hàng mình, cho nên là mình lấy hàng sắp tay cho họ, chứ không phải là mình đưa hàng sắp tay mà mình báo giá hàng BBT nha anh em, không có chuyện đó nha. Hàng BBT mình vẫn có chứ không phải là không. Đây là BBT nhưng mà giá rất là chát, nay nó lên 8 sỉ, hình như là 8 sỉ, nhưng mà bây giờ kinh doanh là lợi nhuận mà anh em, cho nên là bên đó người ta lấy hàng supply nó rẻ hơn, vậy thôi, đơn giản. Thì mình dễ lắm, khách muốn chơi nào thì mình chơi nấy, không có gì khó khăn. Thì nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em, mà khi nào có gì mới thì mình lại làm video mình chia sẻ với anh em. Thì mình có hộp quay này nữa nè anh em. Nói sơ với anh em về cái quay này thôi, là bữa nào mình làm video nha anh em. Muscle King, quay isolate muscle King vị Green Mill 2kg trong 100 quay isolate nha. Và thành phần của nó cho anh em xem sơ nè. 80 liều dùng, 1 liều dùng 25g, và 25g này trong đó có 23g ròn, vậy thôi, không có phát. Cholesterol, calorie chỉ có 90 nha anh em, cực kỳ là thấp luôn, không có cholesterol. Chất xơ là dưới 1g và 1g đường 23g ròn. Đó. Thành phần rất ok và date là 2023 tháng 12, gần hết 2023 này. Rồi hôm nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em, mà khi nào có gì hay là làm video mình lại làm video mình chia sẻ tiếp nha. Thì cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Bye bye nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.